Một đại thiếu gia Trung Quốc đã vung tay mua 8 chiếc iPhone mới để tặng chú chó cưng và mua 2 chiếc đồng hồ Apple vàng cũng để tặng chú chó này. Đây chỉ là một trong số nhiều ví dụ của hiện tượng giàu mà không sang. Vậy, tiêu tiền thế nào mới là cảnh giới cao sang thực sự? Thùy Linh xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhân sinh mạn đàm của FVN News. Năm 2016, vào ngày đầu tiên hãng Apple chính thức mở bán điện thoại iPhone 7 ở thị trường Trung Quốc, Vương Tư Thông, con trai của tỷ phú Vương Kiện Lâm, người giàu nhất Trung Quốc vào thời điểm đó, đã mua 8 chiếc iPhone 7 để tặng chú chó cưng. Được biết, trước đó không lâu, Tư Thông cũng từng gây xôn xao Trung Quốc khi mua 2 chiếc đồng hồ Apple vàng tặng chó cưng. Trước đó, cư dân mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi bức ảnh một tiểu thư nhà giàu Trung Quốc đốt tiền để khoe mẽ được đăng tải trên mạng xã hội. Cũng cách đây vài năm, tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã diễn ra một đám cưới vô cùng xa hoa với món hồi môn có giá trị lên tới 5,28 triệu tệ, tương đương 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là món quà được quy đổi thành những cọc tiền mặt được xếp ngay ngắn trên bàn cùng những trang sức giá trị và vàng miếng. Trên đây chỉ là một vài ví dụ điển hình cho xu hướng khoa trương sự giàu có của tầng lớp người giàu mới nổi ở Trung Quốc. Giáo sư Trịnh Cường của Đại học Chiết Giang, Trung Quốc từng nói một cách thẳng thắn không e ngại rằng: người dân chúng ta thì có hai người trên xe buýt thôi mà vẫn chen lấn nhau. Tương lai, cho dù Trung Quốc phát triển rồi, bạn hãy nhìn những người giàu lái xe hơi sang trọng xem. Họ khạc nhổ, vứt rác qua cửa kính ô tô. Bạn sẽ biết ngay Trung Quốc có giàu có hơn nữa cũng không có lớn mạnh. Nói cách khác, theo giáo sư Trịnh, thì nếu người Trung Quốc không cải biến thứ văn hóa tranh đấu và thua lỗ đó đi, thì họ sẽ có phú mà không có quý. Chữ an bình trong Anh Quốc Phong Thái Lục có nói: người Anh cho rằng một quý ông quý tộc thực thụ là một người cao quý thực sự, chính trực, không thiên vị, không sợ gian khó, thậm chí có thể vì người khác mà hy sinh chính mình. Anh ta không chỉ là một người có danh dự mà còn là một người có lương tri. Thế mới biết sang trọng và cao quý không phải là các xa xỉ phẩm của hình thức bên ngoài. Sang trọng và cao quý bắt nguồn từ sự gánh vác bản tính thiện lương của nội tâm. Sự giàu có về tiền bạc không bao giờ bù đắp được sự nghèo nàn về tinh thần. Sự giàu có đầy đủ về mặt vật chất cũng không thể sánh ngang sự cao quý của tinh thần. Phú có thể là một chữ số, nhưng nội dung bên trong của quý càng sâu sắc hơn. Người ta có thể trở nên giàu có chỉ trong một đêm, nhưng khí chất cao quý thì lại phải mất đến 3 đời để nuôi dưỡng. Ngày nay, chúng ta dường như không thiếu những nhà giàu có địa chủ, nhưng chúng ta lại thiếu những người giàu sang thực sự. Những người giàu hôm nay đặc biệt là bộ phận phú nhị đại, tức là thế hệ con cái của các ông chủ và quan chức giàu có, bị thiếu đi động lực sống và nỗ lực. Đơn giản vì họ đã có quá nhiều tiền và chỉ biết tiêu xài hưởng thụ vật chất. Thực ra, có nhiều tiền chỉ là tầng thứ cơ sở nhất, thấp nhất mà thôi. Vậy, tiêu tiền như thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới cao sang? Lần trở lại kinh điển, chúng ta mới giật mình trước trí tuệ của người xưa. Từ ngàn năm trước, cổ nhân đã nói: đời người có 3 cảnh giới, thấp nhất là lập công, thứ nhì là lập ngôn, và thứ ba là lập đức. Thế nào là lập công, lập ngôn? Người giàu có chỉ được tính là đã hoàn thành giai đoạn thấp nhất, lập công. Có được tài sản lớn, không phải lo nghĩ về cái ăn, cái mặc. Rất nhiều người chỉ nỗ lực đến đây là dừng lại. Có tiền rồi lại vẫn muốn có nhiều hơn, không ngừng kiếm tiền, trở thành nô lệ của đồng tiền. Lại có người sau khi hoàn thành giai đoạn thứ nhất vẫn chưa hài lòng, còn muốn làm nên việc lớn hơn nữa, lập ngôn, tức là lập trước tác thư tịch để lưu truyền cho đời sau. Người đến giai đoạn này thì đã không còn coi kiếm tiền là mục đích duy nhất trên đời nữa,
họ kỳ vọng có thể truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa, giúp người khác có được linh cảm hoặc gợi mở. Họ mong muốn có nhiều người hơn nữa cũng trở nên giàu có giống như mình. Tuy trong đó ít nhiều có xen lẫn tâm tư cầu sanh, nhưng rốt cuộc vẫn là giúp ích cho người khác, cũng được tính là làm một việc tốt. Người đạt đến cảnh giới này đã khá ít rồi. Nếu muốn bước sang giai đoạn thứ 3, lập đức thì vô cùng khó khăn. Lập đức là một việc lưu truyền thiên cổ, với tiền đề là người lập đức phải có đạo đức vượt xa người bình thường, đồng thời còn phải có chủ trương và kiến giải độc đáo của riêng mình. Họ ngôn truyền thân giáo, dùng lời nói truyền bá, dùng bản thân hành động giáo hóa và có thể trở thành vạn thế sư biểu, bậc thầy của muôn đời. Người đạt đến cảnh giới này thì đã không còn chút quan hệ gì đến tiền bạc nữa. Người ta chỉ còn đánh giá về trí huệ và thành tựu mà họ cống hiến cho xã hội mà thôi. Cảnh giới cao nhất của giàu sang là hồng dương đạo đức. Nhưng con người không phải sống trong chân không, bậc thánh nhân giác giả cũng vậy. Khi sinh tồn ở thế gian thì phải duy trì thân thể khỏe mạnh, bảo trì tinh lực để truyền bá đạo đức. Lúc này, người giàu có đương nhiên là hơi tác dụng. Tương truyền, trưởng giả cấp cô độc vì để chuẩn bị trường sở truyền pháp tu hành cho Phật Thích Ca Mâu Ni nên đã mua khu vườn của Thái Tử. Cái giá mà ông đưa ra là dùng những viên gạch vàng trải kín đất vườn để mua được nó. Đó chính là tinh xá kỳ viên. Đây chính là trường hợp điển hình của người giàu có phụng pháp kính Phật. Trong sách Sử Ký Hóa Thực Liệt Truyện có trích câu chuyện về một đệ tử của Khổng Tử là Tử Cống. Sau khi theo thầy học đạo, Tử Cống đến nước Vệ làm quan, rồi lại tận dụng mua rẻ bán đắt, kinh doanh qua lại giữa hai nước Tào và Lỗ. Trong hơn 70 cao đồ của Khổng Môn thì Tử Cống là giàu có nhất. Một cao đồ nữa của Khổng Tử là Nguyên Hiến lại nghèo đến mức ngay cả cám cũng không đủ ăn no, ẩn cư ở trong ngõ hẻm xấu xí. Còn Tử Cống ngồi xe tứ mã, đem theo vải vóc hậu lễ đi thăm tặng các chư hầu. Những nước ông đến, quốc quân cũng chỉ hành lễ chủ khách chứ không hành lễ quân thần. Danh tiếng Khổng Tử vang xa khắp thiên hạ, một phần cũng chính là nhờ vào những đoàn người xe trước sau phò trợ Tử Cống. Dùng thực lực của mình tuyên dương chân lý, hồng dương đức thánh nhân, quả thực là việc mà người giàu có nên làm. Ngày xưa, những lớp người như nho sinh, địa chủ ở làng xã hay thương nhân, nho sĩ, sĩ đại phu ở thành thị đều là giới tinh hoa văn hóa, là những người kế thừa văn hóa truyền thống của hàng ngàn năm. Mà rất nhiều trong số họ đều là người giàu, có đủ của nổi, của chìm. Trong lịch sử cổ kim Đông Tây, những ví dụ như thế này rất nhiều. Điển hình nhất, ảnh hưởng sâu rộng nhất có lẽ thuộc về gia tộc Medici. Gia tộc Medici là danh gia vọng tộc có thế lực lớn ở châu Âu suốt từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 17. Gia tộc Medici tuy không phải đầu tàu dẫn dắt chủ đạo cho sự phục hưng văn hóa nghệ thuật Italy, nhưng không có họ thì cách gọi là thời kỳ phục hưng chắc cũng không có được diện mạo như chúng ta thấy ngày nay. Thành tựu lớn nhất của gia tộc Medici là ở phương diện nghệ thuật và kiến trúc. Giovanni là người tài trợ số 1 của gia tộc này cho nghệ thuật. Ông tài trợ cho Masaccio, đồng thời xây dựng giáo đường San Lorenzo. Họa sĩ tài năng nhất thời đó, Michelangelo, chính là bắt đầu sự nghiệp ở Lorenzo, làm việc trong mấy thế hệ gia tộc Medici. Ngoài việc ủy nhiệm công việc về mỹ thuật và kiến trúc, Medici cũng tiến hành sưu tầm số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật. Những kiệt tác nghệ thuật này vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay, được đem ra triển lãm tại trung tâm của phòng trưng bày mỹ thuật Uffizi, vùng Florence. Về kiến trúc, gia tộc Medici đã để lại cho Florence rất nhiều điểm du lịch, trong đó bao gồm phòng trưng bày mỹ thuật Uffizi, cung điện Pitti, vườn Boboli và biệt thự Belvedere. Ngoài những thành tựu về kiến trúc và nghệ thuật, gia tộc này còn có những cống hiến nổi bật về lĩnh vực khoa học, đã tài trợ những thiên tài như Leonardo da Vinci và Galileo Galilei.
Những thành tựu kinh ngạc này đã khiến gia tộc Medici trở thành người cha của nền phục hưng văn hóa nghệ thuật. Trong những thành tựu cổ kim Đông Tây, chúng ta thấy lập đức không chỉ đơn thuần là đề xướng đạo đức cao thượng, mà bản thân còn phải dốc sức thực hành, trở thành tấm gương cho người đời sau. Tuyên dương hoàng dương đạo đức cũng không phải là làm từ thiện, mà là tuyên dương tinh thần cao thượng của những người lập đức, khiến cho càng nhiều người có thể biết đến học tập. Ngày nay, có rất nhiều người giàu có đang làm từ thiện, nhưng đều là dùng tiền bạc giải quyết hoàn cảnh khó khăn vật chất của nhân loại, chứ chưa giúp mọi người trở về với giá trị đạo đức, tinh thần truyền thống. Do đó, mọi chuyện cũng chỉ đang giới hạn ở giai đoạn lập công, lập ngôn mà thôi. Người ta sau khi giàu có thì nên truy cầu điều gì? Ở các thời kỳ lịch sử khác nhau, đều có cách làm khác nhau, nhưng tinh thần chủ đạo thì vĩnh viễn không thay đổi, đó là lập công, lập ngôn và lập đức. Người Trung Quốc mất gốc. Trí huệ cổ nhân quả là bác đại tinh thâm. Những điều này đều là tinh hoa văn hóa truyền thống của nhân loại nói chung và văn hóa truyền thống Trung Quốc nói riêng. Nhưng tại sao ở Trung Quốc hiện đại ngày nay, số người thật sự hiểu và làm theo văn hóa truyền thống lại dường như ít đi như vậy? Có lẽ một trong những lý do chính là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi lên nắm quyền đã bôi nhọ và hủy hoại nền tảng văn hóa đạo đức, tín ngưỡng truyền thống của người Trung Hoa. Trải qua các cuộc vận động, thanh trừng, đặc biệt là đại cách mạng văn hóa với phương châm phá tứ cựu, nghĩa là phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán, người Trung Quốc ngày nay, nhất là giới trẻ, đã gần như bị chặt đứt gốc rễ với tổ tiên của mình và mờ mịt về con đường tâm linh. Họ bị mê hoặc trong hưởng thụ vật chất, nên mới dẫn tới những hiện tượng như mua 8 chiếc iPhone để tặng chó cưng, như đã nói ở đầu video này. Trung Quốc ngày nay, tuy chùa chiền đền đài mọc lên khắp nơi, nhưng rất nhiều chỉ là địa điểm du lịch, kinh doanh kiếm lời, chứ không còn nội hàm văn hóa thần truyền vốn có. Người đến bái Phật không phải là để buông bỏ dục vọng, tịnh tâm cầu đạo, mà lại để cầu xin cho phát tài, sinh con trai, thăng quan tiến chức, hoàn toàn cải biến nội hàm của tín ngưỡng truyền thống. Có tiền rồi thì nên làm gì? Văn hóa truyền thống của nhân loại đề cao tín ngưỡng đối với thần Phật là muốn nhắc nhở con người rằng giữa thế giới phàm tục này luôn tồn tại con đường hướng thượng, thông tới thần linh, có thể dẫn dắt con người tới cảnh giới cao hơn bằng cách đề cao đạo đức, tu luyện xả bỏ dục vọng và nhân tâm. Các thánh nhân, giác giả thụ nhận thiên ý, dẫn dắt nhân loại trở về con đường văn hóa truyền thống. Đồng thời, những người giàu có mà có đạo đức trợ giúp tiền của để các thánh nhân, giác giả tuyên dương đạo đức, trợ giúp nhân loại trở về với văn hóa truyền thống. Đó chính là hợp với ý thần, hỗ trợ tác thành thiên ý. Đó mới là sự nghiệp vĩ đại nghìn thu. Để kết thúc chương trình Nhân sinh bạn đàm ngày hôm nay, Thùy Linh xin gửi tặng quý vị một câu thơ trong Tăng Quảng Hiền Văn. Tiền của như đất bên đàng, nhân nghĩa mới thực ngàn vàng trong tay. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.